độ tuổi mầm non là một giai đoạn rất đặc biệt. Trẻ bắt đầu tò mò, thắc mắc và háo hức về thế giới xung quanh. Những điều trẻ học được từ trải nghiệm thực tế còn quý giá hơn bất kỳ lý thuyết nào. Nếu bố mẹ đang tìm một môi trường giáo dục mầm non hiện đại, đầy màu sắc và tạo điều kiện cho trẻ được khám phá và sáng tạo, thì Simigarten là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Tiên phong trong việc áp dụng giáo dục STEM và dạy học dự án vào chương trình học chính khóa, Simigarten mang đến một chương trình giáo dục tiên tiến, được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về STEM và giáo dục trẻ em, hỗ trợ tối đa tiềm năng cá nhân của bé. Sử dụng tiếng Anh Phonics chuẩn Mỹ với đội ngũ giáo viên nước ngoài có chuyên môn và bằng cấp giảng dạy quốc tế. Tiên phong áp dụng chương trình học lập trình với robot cho trẻ mầm non đầu tiên và bài bản nhất Việt Nam. Tiên phong áp dụng chương trình massage và sensory kích hoạt giác quan để phát triển nhận thức, tư duy và khả năng giao tiếp cho trẻ nhà trẻ. Chương trình thể chất chuyên sâu được thiết kế riêng cho trẻ mầm non. Tiếp cận và áp dụng chánh niệm mindfulness vào giáo dục mầm non với mong muốn giúp các em trở nên hạnh phúc, lạc quan ngay từ khi còn nhỏ và kiến tạo những công dân tử tế, nhân ái khi trưởng thành. Chương trình Yoga Kids giúp trẻ giải phóng bản thân, bộc lộ cảm xúc, rèn luyện sự dẻo dai và tư duy cho trẻ. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và tận tâm của Simigarten đều có bằng cấp sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời thường xuyên được đánh giá, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là thêm một ngày các bé yêu được tiếp tục hành trình khám phá những điều thú vị. Để phục vụ công cuộc khám phá của các con, hệ thống mầm non Simigarten đã chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, đẳng cấp, đầy đủ học cụ và thiết kế phù hợp với trẻ. Tất cả các cơ sở đều nằm trong các khu chung cư, khu đô thị hay biệt thự cao cấp tại trung tâm thành phố với diện tích trường từ 1.200 đến 1.700 m². Không gian sân chơi ngoài trời thoáng rộng, khu sân vườn xanh mướt, cơ sở vật chất khang trang và rộng rãi. Tất cả các lớp học và phòng thí nghiệm STEM Lab đều thoáng rộng và có ít nhất một mặt đón ánh sáng mặt trời. Đây là nơi trẻ thỏa sức khám phá, vui chơi và phát triển với đầy đủ đồ chơi, học cụ và TV cảm ứng hiện đại. Phòng y tế tiêu chuẩn luôn có nhân viên y tế thường trực và đầy đủ trang thiết bị. Hệ thống nhà bếp được thiết kế theo quy chuẩn, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm với không gian bếp sạch sẽ cùng nguồn thực phẩm uy tín, cung cấp bữa ăn dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của trẻ. Bố mẹ hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi đăng ký sớm cùng Simigarten nhé!